Thời gian gần đây, thương hiệu phở thịt Lò Đúc nhận được sự quan tâm của nhiều người xoay quanh câu chuyện về truyền nhân của thương hiệu này. Người này là Đoàn Hải Trung, sinh năm 2001 và được giới thiệu là giám đốc điều hành thương hiệu phở thìn 13 Lò Đúc. Một số thông tin cho rằng ông Hải Trung theo thương hiệu từ năm 12 tuổi đã biết nấu phở, năm nay 22 tuổi nhưng đã có 13 năm kinh nghiệm trong nghề. Tuy nhiên nội dung này đã được chính Nguyễn Hải Trung bác bỏ. Sự việc được đẩy lên cao khi một tài khoản Facebook có tên Nguyễn Trọng Thìn, trùng tên với người sáng lập phở thìn, lên tiếng tố những thông tin ông Trung chia sẻ là bịa đặt. Thông tin từ Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp có tới 17 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tên phở thìn. Tuy nhiên chỉ có 2 doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính tại 13 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Thứ nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn phở thìn Hà Nội, vốn điều lệ 9,9 tỷ đồng. Đại diện pháp luật là ông Nguyễn Trọng Thìn và ông Đoàn Hải Trung. Trong đó ông Nguyễn Trọng Thìn góp 51% vốn, giữ chức danh chủ tịch hội đồng thành viên. Ông Đoàn Hải Trung góp 49% vốn cổ phần, giữ chức vụ giám đốc. Theo giấy tờ, địa chỉ hộ khẩu của ông Thìn cũng là trụ sở của công ty này. Thứ hai là công ty hợp danh bảo tồn và phát triển thương hiệu phở thìn 13 Lò Đúc Hà Nội. Công ty phát triển thương hiệu có vốn điều lệ 500 triệu đồng, trong đó ông Thìn và ông Trung mỗi người góp một nửa.